Thiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Thiện Tiên nha. Thì bây giờ là nhân viên bên hoa viên thì cũng có đem ghế được tới luôn rồi nè cô chú anh chị. Đó. Cái bình xăng của chú chắc cái bình xăng chắc là bình xăng. Ủa mấy bàn? Hai bàn nha cô chú anh chị. Ở bây giờ là đang mang vào cô chú anh chị. Nước chảy. Nó làm hết hồn. Vào ảnh đang cắt cỏ của chú anh chị nha. Cái lưỡi cắt cỏ của ảnh chém vô cái ống nước nhựa. Rồi cái chảy nước ra luôn của chú anh chị ta. Ồ, cái này Thảo xuống sớm ta. Ủa mà sao thấy trên xe là ba cái bàn ta? Ba cái bàn. Đi từ bên nào tôi di chuyển qua đó rồi tôi ghé đây mình để lên luôn. À. Vậy ha. Hàng gì em thấy ba cái bàn trên xe. Chồng. Ba cái bàn trên xe em tự em nói ủa nghe anh đặt có hai cái thì sao thành ba cái? Chắc là chở đi một chỗ khác một bàn. Rồi chú đi rồi đó. Rồi giờ chú đi hả? Vậy là chở đi đâu nữa? Vậy là hai bàn là 20 ghế hả? Đúng rồi, một bàn 10 ghế. Hai ghế cũng được. Còn ví dụ như hơi cho thêm. Em hỏi mình có cũng như mấy chục ghế á. Tính ra hoa viên họ làm cho trọn vẹo. Này chắc chút nữa gần mà lúc mấy anh lại giao đồ để cúng á, chắc mình ship cái tấm bạc này lại cho gọn để mình đi tới luôn cho dễ không? Sau đó cúng thì mình trải ra. Bây giờ cái công tác chuẩn bị đã bắt đầu rồi ha, giống như là đại tiệc kia đó, trong tụ quá ha, có rạp mà có bàn nữa anh. Em nghĩ sắp tới đây cái ngày sinh nhật của cậu với cái ngày Tết á chắc là tuyệt vời lắm ha. Dạ của anh có cũng đội đặt lớn mà đợi. Còn Bin cả giống như tướng cấp Bạch Hải Đường luôn. Đó cô chú anh chị bây giờ là đang chuẩn bị bàn để mà chút nữa là bên hoa viên thì sẽ đem cái đồ cúng mà đặt hai bàn cúng cô chú anh chị thì sẽ mang đến và sẽ cúng cho cậu. Ơi anh gọi điện anh Phương chưa? Rồi. Rồi phải không? Giờ có khăn chạy bàn lên luôn rồi nè cô chú anh chị. Ủa vậy chắc là đem bữa nay đi tí. Anh ơi có khi nào bữa nay là chắc đem lại sớm không ta? Bây giờ thấy chạy bàn lên luôn rồi. Mấy anh chuẩn bị sớm 15 lon coca, lon nước ngọt nữa. Tổng cộng là mình có vậy là mình đặt ơi dịch qua bển tí. Dịch qua bển tí 45 phần. Được chưa anh? Tươm tắt quá ha. Ồ, quá tươm tắt luôn. Ấm áp cuộc đời luôn á. Nhớ cô chú anh chị.
cái để em dụ thôi. Đây là dụ nước cái chị hay tới chủ nhật. Chị hay đến chủ nhật. Sao là cái mít đó? Kìa. Ờ, thấy gì chày chỗ tùm lum mà két rồi chắc vô rồi. Chứ bữa như đâu đâu có ai mất nữa đâu đúng không? À, thì đó. Đó cô chú anh chị thì chút nữa là có. Ủa sao nãy giờ như là ông ngưng hả? Tại vì ông mệt quá, cho nên là ông ngưng lại. Tắt lát gì hết rồi. Thôi chắc giờ mình kéo nó ở đây đi cho người ta đi tới luôn đi ha. Tí xíu mình đợi. Dạ. Tí xíu mình cúng mình để hai bên luôn vậy nè. Không mình chắc phải học vô chút xíu cúng mình phải học. Chụp lại được chứ vô. Dạ. Cô chú anh chị hôm nay là trời nắng đẹp nha. Bàn đồ là có hết rồi cô chú anh chị. Đó. Đó, hôm nay là hoa viên kỳ này là đem đến sớm hơn so với lần trước cô chú anh chị. Lần trước thì đặt có một bàn mặn nhưng mà đem đến tới trưa lần thì vừa đem đến là cũng đồ ăn rồi thì cũng đem đến để cúng cho cậu luôn. Còn hôm nay là đem bàn sớm không biết là hơn nữa không biết là có đem đồ cúng lại sớm không nữa. Bởi vì do nhà bếp thôi cô chú anh chị xong sớm là sẽ đem lại sớm. Do cái bàn này mình đặt kỳ này là sớm gần cả tuần lễ để mình đặt trước của chú anh chị thì đầu bếp sẽ làm theo cái thực đơn. Còn hôm bữa là mình mới với cũng lớn vậy cậu với chắc nhiều hơn nữa hả bà xã? Tại sao chồng? Nghĩ 4-5 bàn. Gì vậy? Thì chắc có lẽ là để y như là mình làm đám luôn á. Mà thay vì làm đám ở nhà thì làm đám ở trên mộ. Ở các cô chú anh chị thấy có cái hoàn cảnh đẹp không? Thì đẹp ha. Tái hiện lại y như là lúc ban đầu hả chồng? Rồi đến đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video lần sau.